Today, now, clear. So, Swako Makan channel YouTube Cambodians Learning List. Ngày nay, dân mà to mấy hiện với chico sang lễ bỏ dân tiết cùng rất pre intermediate. Hai mấy hiện nó dân đó mấy hiện tí học sắp hai hai với chico bỏ dân hiện trời tơi tơi nhớ. Hai mấy hiện tí học sắp nắng kê này dân pi first conditional hay nắng second conditional. First hay nắng second conditional thời ban kê lược màu dày mà đo ngấy. Cả pi mấy hiện tí ha sầm bảy hay nắng mấy hiện tí ha sầm buồn. Rồi lại mấy hiện tí học sắp ní cứ dân hiệp thiệp bị ca năng tài mà đúng, ta việc học nhiều mệt nữa. Ok, giống như tôi mới slide và toàn học nhé. Giống như không slide và toàn này kênh dạy chọn mệt tên, bếp bọn chỉ mùi năng first hay năng second conditional năng. Cái thà sơ mai chỉ muốn chỉ làm nhé, đừng phê na first conditional hay đừng phê na pra second conditional này. Ở lớp bất xin dương mơ bởi dục bi khang khổm nè, nè cái mơ bởi dục bi khang khổm năng. Bởi dục ế cái thà, if she works harder, she'll pass her exam. Thời B, cái gì ta? If she worked harder, she'd pass her exam. Bởi dương bộ phải khmai át này đôi đặc nế, gồm tay bị xong lấy át này khóc nế. Đói A cứ kê pra cao first conditional. Ok, A cứ first conditional. Rồi B nâng cứ second conditional. Bởi dương pra second conditional, bà này tha lạc hành nâng. Vì ai cả lăng 20% rồi, rồi cô mà ai cả lăng 20% rồi. Dường ở tầng chấp bài, phụ kênh dạy tha if she work harder. Và xong bà niên chi dìm sắc xa chiên nâng. Giờ dẫn niên ai chi dìm sắc xa chiên nâng, niên cô mà ai chi dìm sắc xa chiên nâng nè. Được nông ní kênh dạy tha, thì xua dân tha is she going to work harder in sentence A? Chả lời cứ maybe, bạn chả lời tha maybe rồi cô. Maybe not bạn nào bà hai chịp chi diêm hiến hai cô mình bà hai chịp chi diêm hiến này đó xong nữa bi vĩnh kênh dạy tha if she worked harder she pass her exam bà dương dạy chấn bà này tha probably not bà này tha vì chia lạc hành muối đẹp tôi bị ca bất nực nông bê bà chạm môn mò và phần xâm bà niêng chi diêm hiến chiêng nâng á dạy chấn niêng ọp chi diêm hiến chiêng nâng ấy niêng chưa lấy dẫn tới niêng ọp chi diêm hiến này chẳng bà xin cái xua dân tha chẳng niêm chi diêm hiện ọt chả lỡ cứ ọt phía trờn vậy tha ai tha bài sớp một hơi à phía diêm ta một hơi ta ọt phía diêm cứ đo tập bài sớp vậy lạc hàn bỏ viết cứ tôi bị ca bất nông nông phê bài cho bọn đàm đồn. Ok chẳng là lỡ dân mau ăn vọt thua lầm hát một thứ hơi lầm hát mùi hay lầm hát bi đến thời ban kê thua ai dân hồ giấy lỡ cái ai dân cùng vùng chung vinh chúng lao từ trăm trở đại chao lên từ sừng ngựa hàng khổng lịch muối năng lịch pí cái ưu tập hơi dương ngồi đây lịch muối cái này if Mary found out what was happening she'd be very angry ní cứ chưa conditional second conditional thì hết của dương miền tầm vùng if tòa mặt tiết dương miền subject past simple nữa hai bộ tòa mặt tiết dương miền subject tòa mặt tiết miền vui thật dương vị chia tầm vùng second conditional chẳng là bây giờ dân pra second conditional cứ việc tôi bị ca bật tam bất Mary cái thật person bảo Mary đăng tha mình là vậy cả là tại qua đọc đăng ngay thật Mary đọc đăng ngay chẳng cái xua dân tha ta Mary nâng đăng tha mình là người cả là ngọt cứ quạt ọt đăng ngay chẳng cứ probably not bà này ta phía rồi đã ọt đăng bảo như vậy thì phía rồi dân tha phải sắp tới cái sắp phía rồi cứ ọt đăng ngay chẳng á chẳng mà kê pra chú cá second conditional đại viết tôi bị ca bất nước nông bê bà chụp bàn cả ở lời lệch bì kênh dạy tha if Mary finds out what's happening she'll be very angry bởi dụng lúc này thì họ còn là tìm mối kịp ra cho ca ở cho conditional second conditional hay tìm bì đến kịp ra cho first conditional chẳng bà first conditional cái xuyên dân tha bà này tha kênh dạy tha person bà Mary nâng đăng với đại cấp ông cả là giờ giống ban đại thanh niên ai đăng hà sắp phía rồi niên mình ai đăng hà sắp phía rồi chẳng hãy bằng cái pra maybe biết tham bà hà cứ hà sắp phía rồi nhé. Ok tỏ lấy tất tiệt như mà đo lịch bấy if they sack him sang nó mình đánh chân nhé đánh chân bị ca nghe dạng tới rồi còn mình chốt bị ca nghe dạng tới cùng ta mình đánh chân cho anh chị và đầu xuân ba bộ kê bình đánh quả chánh rung chá nâng thơ cô ta cảm
Vậy chẳng kê pra cho second conditional thật. Ba second conditional cứ probably not chọn chiếng nè, cứ probably not. Mẹn maybe, maybe mà này thằng 20% hay cả lần, 20% mình ai cả lần. Còn ta person chỉ probably not mà này thằng 80% đàm ai cả lần không? Chẳng sử nổ xua tha, ta phụ kê đánh quạt, ọt, cứ ọt đánh hay thở ọt, cứ ọt đánh hay. Ai sẽ tham phép cả lần nó cứ hãy xem phim ai cả lại cứ 80% rồi. Lệ buồn cái gì thế? If they sack him, the factory will go on strike for quota cam. Chẳng lại những cái pra cho first conditional, but first conditional mà này thay 80% ai cả lại, 80% mình ai cả lại. Chẳng chụp nói bảo viết cứ A nè, A. Lệ PM. Now what would you do if someone told us to leave? Ta nè nâng thua với bà xuân bà miên là nàm nè phẹo bà dương chạy chân. Chân cái xua tha bà kì phẹo chạy chân dương chân ọt. Chân miên kì phẹo bà chạy chân ọt. Chùm lái cứ ọt hay thật ọt. Chân chùm lái thầm thở cứ dương do probably not. Bù dương thật pra cho cá second conditional chân. Cứ ở vầy đã ọt cả lái nâng cứ 80% rồi nè. Ok tỏ lỡ tất tiết. Lê bà mùi kênh dạy ta, what will you do if someone tells us to leave? Vì sự điện ở lý phía mình đã, còn là cái bà cho cá first conditional. Chân chụp lại bảo vía cứ maybe đọt. Bà này ta 20% miền nàm nè nâng phía đường trả chân. Hay nâng 20% tiết nâng mình miền mà mẹ phía đường trả chân nhỉ. Chân 20% lý phía. Kênh dạy ta, if they don't agree with me, I'll go to the directors. Ta phần xâm bạc phụ kê mình dô sọp cho mùi nhóm ấy, nhóm lần tới họ nên dô mọt. Vậy chân, ta phụ kê dô sọp cho mùi nhóm mọt. Chúng nói bạc kê cứ ê, ai dô sọp 20% hay nâng mình ai dô sọp 20%. Dư mình ai vậy, probably not, hay probably not, ní lưu trai ta viết ra cho con nông second conditional. Lớ lên bầy cứ đôi lên bầy mình này thế, còn đặc kê nâng ra cho second conditional. Chúng dựng đứng hay thay dùng này bởi second conditional cứ tôi bị ca bất nông bê ba chung mòn. Chúng bà dương dạy tha person bà phục kế mình vô prom chỉ mùi khí nhộm. Bà dương dạy chứng việc tôi bị ca bất nông bê ba chung mòn chỉ tu tới phục kế vô prom chỉ mùi khí nhộm thật rõt. Chúng lại nâng bàn kia xua bà chạy dương tha do they usually agree with me ta phục kế vô prom chỉ mùi khí nhộm đấy. Dương chụm nói bà kế cứ yes, thòm đá tam bài chấm bàn ca đại bất hoạt đón cứ buộc kê vô sau chừng một nhóm công tác anh ấy với tôi bị ca bất nông kê bài chấm bón chấn cho mọi bí thông thời. Ok tỏ tới tiệt ở ní cái chia slide trong khỏi bà dương ấy kê vậy tha. If I don't like your idea I'll say so. Person bạc nhóm mình cho chất cùng nạch bỏ nét nhóm nâng dậy thang nhóm mà cho chất cùng nạch bỏ nét anh ấy cứ kê bà cho ca là kê cứ ca là first ra cho lẽ khăn first conditional là chẳng chẳng nói bảo kế cứ ế bà này tha và hai chị mình cho chật lịch đọc kênh giải thác if I didn't like your idea I said so lịch đọc cứ kế bà cho second conditional là bà này tha việc tôi bị ca bắt nông phê bà chấp bọn hỏi ngay cứ nhóm cho chật tờ idea bỏ nè ta mẹ nọt cho chật nè chứ mày cứ suy dưỡng ta ta cứ nhóm cho chật idea bỏ nè ọt chẳng chẳng nói cứ cho chật phía chẳng cứ cho chật. Ok chẳng mày hiện dưới mình tập bình năng tế học quân chấn sẽ mẹp cam ở video nâng hai bức xin nhìn này học nên mình chia chung ngọt lấy này học nên ai cầm mình ở khăn phòng video nâng bàn.